ngu lắm. Hồi đó nó hốt trong cơ quan mà nó cho má má nhỏ, vợ nhỏ nó đó, cho má một tiếng, hồi đó lấy một tiếng. Họ trong cơ quan nhỏ đẹp lắm, cái là tiền cơ quan nó hốt nó đưa cho nó tiếp cho dai bằng năm, nó ngu lắm con, nó thứ ba đời trời. Em chị năm bà bị ở bà phà mà má tiếp kêu nó, bà đâu khôn lanh đâu, mà chính nên bà bả cũng chịu đưa phà bả mà. Má kêu nó, con ơi con đi thăm đặng đi con tội nghiệp nó quá, hồi đó nó đưa tiền cho bác cho dai mà họ giựt nói kiểu là gặp ai mà đi họ giựt hết theo lẽ của người khôn, mà kêu công an lại tại sao mà tiền về đem vợ không đem, đem đưa bả hết, bả còn khai nữa đó. Chị Nam bà có cái miệng thì nói lên chanh thôi cái à, miệng nó chắc không chắc có không cái đầu, cái đầu cũng khôn với ông này, mà ông này đỡ hơn nhà hai hai người này nè. Tao trợn lắm mà ông này đỡ hơn. Mà con cái về tao tao giận hả? Tuy ở trên trển nó thôi, nó lo cho má dữ lắm ha. Điện cho má sợ má bệnh dữ lắm, lo từng chút vậy. Nhưng mà về đây là tôi cũng về đi là cao tay lát rồi có đi. Nói chuyện điện thoại con nghe không? Bữa nói chuyện gọi điện cho anh Mười biết gọi lộn cái gì bắt lên. Dạ Mười á, dạ Mười á, dạ Mười. Ủa cái gì vậy? Ai vậy? Ai nói gì vậy? Trời ơi, nói chuyện điện thoại mà con giật mình luôn á. Nói chuyện gì mà lớn tiếng dữ sợ luôn. Nhớ mới bữa mà đưa chị Tư đi nó quýnh làm vậy là cũng mà cũng nôn ruột vậy này. Tao nói ha, con biết không, về mẹ mình thì ăn cơm với mẹ mình ha. Tao nói cái chén của tao nó không khi nào ăn. Hôm nay có gì trộn. Mà cái nào của nó mới ăn. Rồi còn ăn không khi nào nó ngủ chung với má. Lần Tư cũng vậy nữa. Kêu ăn cơm cô Năm. Giờ Tư kêu ăn cơm cô Năm không ăn. Chừng đợi người ta ăn rồi hết rồi xúc ăn mình đi cà nhảm mình nhắm nói về đi về ăn không chứ phải ngồi nha, rồi nói ăn có dây trùng lây, ăn có dây trùng lây, ngồi với tao cũng có dây trùng lây, đi lên nhà trên ăn thôi. Còn trong nước bên đây à, nước tên trong nhà trong đó dặn cậu hồi kia cũng dặn ở đây có dây trùng ra hồi kia xuống nguyện không có kỳ có bư gì đâu á, nó thiệt. Mẹ nói khi nghe nói điên ta chửi. Bởi vậy nhiều khi á con Dung nó không thích á, nó nhiều quá nó không thích á, chứ không phải nó không thương mẹ, nhưng mà tại